dẻo mà nó ngon lắm, nó thơm lắm, nó còn chua chua chứ nó không có ngọt lắm, ăn rất là hấp dẫn. Chào các bạn, hôm nay Taylor sẽ chia sẻ với các bạn cách làm xoài sấy, mà cái loại dẻo, xoài sấy dẻo nha các bạn. Thì các bạn thấy mình đi ra ngoài chợ á, thì chợ về chợ Mỹ thì hay có xoài sấy á, ăn rất là ngon. Nhưng mà ở trong chợ nó bán trong cái bịch á, thì rất là nhiều đường các bạn. Mình ở nhà mình làm á, thì thứ nhất là mình mua cái xoài ngon. Nếu như mà các bạn mua được cái xoài ngon á, thì mình không có cần bỏ đường nhiều. Còn nếu như mà cái xoài nó hơi chát á, thì mình mới bỏ tí đường, chứ không phải giống ở trong chợ nó bỏ rất là nhiều đường, ăn không có tốt cho sức khỏe. Hôm nay Taylor sẽ chia sẻ với các bạn cách làm xoài sấy qua cái máy sấy của Taylor nha. Cái máy sấy này thì Taylor dùng để là sấy xoài, sấy làm khô bò hay là làm cái gì cũng được các bạn. Bỏ vô đây sấy rất là tiện, mình không có cần phải coi, không có cần phải chở gì hết. Trong vòng nó có nhiệt độ sẵn luôn. Cái máy của Taylor thì nó có 5 tầng nè các bạn. Mình có thể mua thêm mấy cái dĩ giống vậy nè, mình bỏ vô thêm. Nhưng mà cái máy khi mà Taylor mua thì nó có 5 tầng thôi. Khi mà mình làm thì mình làm trong vòng 5 tầng giống vậy. Còn nếu như mà các bạn muốn có mình làm nhiều hơn thì mình có thể mua thêm mấy cái dĩ giống vậy để vô thêm. Rồi để bắt đầu thì là phải đi gọt mấy cái vỏ của cái xoài này nha các bạn. Cái xoài này á thì mình mua ở ngoài chợ Việt Nam hoặc là các bạn ở ngoài chợ Mỹ cũng được. Thì là mua một thùng, nó có 8 trái vậy các bạn. Mình về mình cắt ra, mình ăn thử nha. Nếu như mà nó chát á thì mình mới chọn miếng đường vô, còn nếu như mà nó ngọt á thì các bạn không cần chọn đường nha. Cái xoài này rất là ngon các bạn, nhìn cái trái, cái da nó bóng nè, là có nghĩa là cái xoài ở trong nó vàng nó đẹp. Rồi bây giờ thì là sẽ gọt cái vỏ ra nha, cũng tùy theo hên xui các bạn. Mình mua cái lúc mà nó ngon á là ở trong nó không có bị dập hoặc là nó không có bị đen, không bị gì hết. Cái này thì mình phải dùng cái dao này mình gọt thôi các bạn, cái dao hai lưỡi gọt cái này nó mềm quá, nó không có chạy, nó không có đứt, nó cứ kéo kéo vậy. Nè các bạn, ở trong cái trái xoài nó vậy nè các bạn, nó to giống vậy nè. Rồi mình để qua một bên, rồi xong rồi hay là gọt ra hết rồi mình sẽ đi ngâm miếng nước muối nha các bạn. Cái này nó vàng hơn, nó ngon hơn nè. Đây các bạn, thấy là đã cái lọt cọt hết vỏ nè, cái trái xoài nhìn rất là đẹp luôn. Nhưng mà mình phải cắt miếng mình ăn trước nha các bạn, để coi cái xoài coi có chua hay ngọt á, rồi mình mới dùng cách khác. Rồi ở đây thì là có một cái thau nước ấm, cái nước nó vừa ấm ấm thôi các bạn. Thay là bỏ một muỗng cà phê muối vô đây, mình sẽ đi rửa cái xoài này, mình sẽ làm cho nó tan nước muối. Mình bỏ xoài vô đây mình ngâm, khoảng chừng 5 phút thôi các bạn. Wow, bỏ vô nước nhìn đẹp ghê. Có trái này nó đẹp quá trời luôn nè các bạn. Trái này nó màu vàng nghệ nè, màu vàng nghệ nó đẹp hơn. Đó. Rồi mình bỏ vô đây mình ngâm giống vậy nha các bạn. Mình ngâm cái việc trong năm vòng 5 phút rồi mình đi xả cái nước này đi.
mình ngâm nước cái nước muối này lợi lắm các bạn, nó làm cho trái xoài của mình nó không có bị đổi màu, nó không có bị thâm á, rồi thêm rửa sạch hết luôn mấy cái vi trùng, nếu mà trong xoài nó có gì nó rửa sạch hết luôn. Rồi các bạn, bây giờ mình đi cái xoài này ngâm 5 phút rồi, bây giờ mình đi lấy ra mình rửa sạch sẽ nha các bạn. Mình rửa sạch sẽ rồi mình mới cắt ra một miếng, cắt ra hết rồi mình mới ăn thử coi mình có nên chọn đường hay không. Rồi các bạn, thế là sẽ cắt, mình cắt cái miếng xoài bự hai bên cái má xoài nè, cắt một miếng to giống vậy luôn. Rồi bên đây mình cũng cắt giống vậy nha. To giống vậy. Rồi bên đây thì mình cắt lại miếng giống vậy. Bây giờ các bạn có thể mình ăn thử coi cái xoài này nó như thế nào. Xác cái hộp á. Cái xoài này á các bạn, nó chua chua ngọt ngọt nhưng mà nó có hơi có vị chát á, cho nên hay là sẽ đi ngâm một tí đường để cho khi mình sấy cái xoài á, nó cái xoài nó dẻo hơn. Rồi mình bỏ vô đây nha, mình sẽ cắt thêm cái này ra làm hai đi. Cái gì này mình cắt lại nè các bạn, có miếng cỡ miếng giống gì thôi. Rồi các bạn, bây giờ xoài mình đã cắt ra xong hết rồi nè. Cắt ra cái miếng có trái xoài này nó vàng, nó đẹp dễ sợ luôn các bạn. Nó ngọt hơn mấy trái xoài kia. Rồi bây giờ thì là sẽ bỏ vào đường nha các bạn. Cái này là mỗi cái cup, nửa cup này là 100g đường các bạn. Thì là sẽ bỏ một cup đường là 200g đường. Mình để cho nó chảy nước ra, nó thấm vô cái xoài. Rồi thay là sẽ bỏ vào thêm một tí nửa muỗng cà phê muối nữa để cho nó dịu cái đường lại. Rồi các bạn, thay là sẽ lấy cây phới này mình trộn lên cho xoài nó thấm vào cái đường nhé, nó thấm vào cái đường. Cái này mình ngâm cho cái đường nó tan ra hết luôn nha các bạn, nó thấm cái đường vô cái xoài á để cho cái xoài mình nó bớt chát chứ lại nó ngọt hơn khi mà mình sấy á, nó dẻo hơn. Sau khi 45 phút thì cái xoài nó ra nước cái miệng nè các bạn. Ra nước cái miệng nè. Bây giờ các bạn cũng có thể để lâu hơn nếu mà mình thích ngọt hơn. Bây giờ thay là sẽ trộn lên cho nó đều. Rồi xong rồi thay là sẽ sắp vào cái khay để mình sấy nha các bạn. Mình không có lấy cái nước các bạn, mình chỉ lấy cái xoài thôi. Đây, thay là sẽ sắp nha. Đường giống vậy nè các bạn, cái xoài của mình á nó dẻo hơn, là nó ăn khi mà ăn á nó đậm đà hơn, tại vì cái xoài của Taylor mua nó không có được ngọt giống như xoài mà mình muốn. Thì mình cách này là cái cách mà để giữ cho cái xoài mình dẻo mà nó ngon hơn, nó ngọt đậm đà hơn. Cái món này ăn rất là hấp dẫn nha các bạn, mỗi lần Taylor đi vô Costco á là nó hay cho demo á, nó cho ăn thử á, là đi ra đi qua đi lại là lấy mấy miếng ăn rất là thích. Đó, các bạn thấy thì là làm cái nước xoài á mình bỏ vô cái đường á các bạn, thì là bỏ vô một cup đường hoặc là 200g đường, nhưng mà cuối cùng nó chảy ra hết rồi các bạn. Mình chỉ thấm cái xoài vô cái xoài chút xíu thôi,
Rồi bây giờ mình sẽ đun điện vô để sấy cho các bạn. Rồi ở trên cái nắp này á, nó có để là fruit and vegetable, là có nghĩa là trái cây hoặc là rau củ quả, thì mình để nhiệt độ 135 độ F hoặc là 57 độ C. Thì mình cứ dặn giống vậy thôi các bạn. Rồi mình ghim điện vô, mình để cái này thay là tùy theo các bạn mà sấy mình muốn khô nhiều á thì mình thấy lâu, còn nếu như mà mình muốn hơi còn ướt ướt á thì mình để 10 tiếng thôi các bạn, thay là sẽ sấy khô hơn thì thay là để lâu hơn, có chừng 12 tới 14 tiếng nha. Rồi mình để vậy thì cho nó chạy thôi các bạn, mình không có cần lâu lâu, không chừng 3-4 tiếng gì các bạn sẽ chở từ dưới lên trên để cho nó khô nhanh á. Đây nè các bạn, đây là xào sấy nè. Xào sấy mình mới vừa lấy ra nè các bạn. Bây giờ mình dồn lại 2 dĩ thôi. Hồi bữa kia là 5 dĩ. Khi mình cắt cái ra mình thấy nó còn sống á, nó cắt nhiều lắm các bạn. Khi mình nó teo lại nó còn được có nhiều đây. Nhìn rất là ngon luôn các bạn. Cái nhìn cái xoài nó rất là dẻo. Cái màu vàng nó cũng vàng đẹp nữa. Mình có cái máy này rất là tiện. Mình có thể sấy những cái gì mà mình ăn không hết á các bạn. Mình sấy. Wow, bây giờ thì là ăn thử nha. Và chia sẻ với các bạn nha. Nè các bạn nhìn cái miếng xoài nè. Khi mà mình sấy xong á, cái miếng xoài mà nếu mà cái xoài nào mà nó ngọt á các bạn, thì nó nhìn bóng giống gì nè. Xí nghiệp á, thường thường á, nó còn khi mà nó lấy ra các bạn, nó còn trộn thêm đường bột vào nữa. Rồi xong nó tầm ấy, nó mới bỏ vô bịch rồi nó bán. Ở nhà mình làm mình không có bỏ thêm đường, tại vì cái nhìn ngọt quá. Giờ thì là ăn thử nha. Rất là dẻo luôn các bạn. Dẻo mà nó ngon lắm, nó thơm lắm, nó còn chua chua chứ nó không có ngọt lắm. Ăn rất là hấp dẫn. Dẻo ngon. Cái này á các bạn đi làm á, các bạn bỏ trong bịch á, mình đem theo chỗ làm mình ăn á. Wow, cái này là ăn là mê luôn á nha. Ăn miếng là phải ăn thêm á nha. Nhìn rất là ngon. Dẻo dẻo. Rồi cái xoài này á, mình lấy ra mình bỏ vào hộp nha các bạn. Mình có thể để ở ngoài một tuần lễ. Sau khi một tuần lễ thì nếu mà các bạn muốn ăn lâu hơn thì mình để tủ lạnh thì nó cái mùi vị nó sẽ ngon hơn các bạn. Mình ăn có thể tới lâu lắm á các bạn, hơn tháng luôn á. Rồi đây các bạn, cái miếng xoài rất là ngon. Khi mình sấy lên xong rồi cái miếng xoài nó vẫn giữ được cái màu vàng đẹp, rất là đẹp luôn nè. Còn cái máy này nha các bạn, cái máy này thì các bạn mua về mình có thể rất là tiện luôn, mình làm cái gì cũng được, mình sấy rau củ quả hay là trái cây gì cũng được hết. Nó có đủ nhiệt độ, nó có đủ nhiệt độ cho mọi thứ, là cá cũng mình làm cá được, mình làm tôm khô cũng được các bạn, mình làm thịt cũng được. Nếu mà các bạn thích thì Thay là sẽ để cái link ra dưới cái màn hình nha, cho các bạn tham khảo mua cái máy giống Thay lời nha. Rồi, Thay lời mong rằng các bạn thích cái xoài sấy ngày hôm nay của Thay lời. Nếu như mà các bạn thích, xin vui lòng bấm like và đừng quên bấm luôn cái nút subscribe dưới cái màn hình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.